khi Internet phát triển cùng với sự bùng nổ của thời đại công nghệ thông tin, không thể phủ nhận những tiện ích tuyệt vời trong tất cả các lĩnh vực giáo dục, giải trí và giao dịch ngân hàng. Tuy vậy, ở thời đại công nghệ 4.0, rất nhiều đối tượng đã lợi dụng những kẽ hở bảo mật để chiếm đoạt thông tin cá nhân rồi thu lợi bất chính. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ một băng nhóm như thế. Hơn 17 triệu dữ liệu đã bị các đối tượng móc nối để chiếm đoạt và dùng khoảng 40 tài khoản rửa tiền với tổng số lượng giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 12 mới đây, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 cùng phối hợp với Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá băng nhóm chuyên thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, ngày 18 tháng 11, chị HTLN, ngụ tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã trình báo công an tỉnh về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Smart Banking của chị đã bị người khác chiếm quyền sử dụng, thực hiện các lệnh chuyển số tiền 60 triệu đồng trong tài khoản đến một tài khoản ngân hàng khác. Chị N không có thao tác liên quan đến chuyển tiền và mất hoàn toàn quyền sử dụng SIM điện thoại cũng như tài khoản ngân hàng. Khi tiếp nhận thông tin của bị hại, PA05 Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương tiến hành xác minh. Bước đầu xác định sau khi chiếm đoạt tiền của chị N, đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản giả mạo khác nhau, thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn điện nước, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về tài khoản cuối cùng để sử dụng. Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo PA05 tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định tội phạm và lập chuyên án đấu tranh. Qua xác minh truy vết, nhận thấy vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm rửa tiền. Công an tỉnh Quảng Bình đồng loạt triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi, di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Thanh Hóa, truy bắt khám xét, triệu tập các đối tượng liên quan để khai thác đấu tranh. Trong giai đoạn 1, ban chuyên án phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tiền Giang triển khai lực lượng đấu tranh với Nguyễn Phát Tài, sinh năm 1999, ngụ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, được xác định là đối tượng hoạt động rửa tiền thông qua việc dùng tiền bẩn để thanh toán hộ các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc. Khám xét nơi ở của Tài đã thu giữ một bộ máy tính, một điện thoại di động, 4 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Phát Tài về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, giai đoạn 2 chuyên án, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập đấu tranh với Mạch Thị Nga, sinh năm 1993, ngụ tại Thanh Hóa, Phan Thị Bạc, sinh năm 1994 tại tỉnh An Giang, Phạm Lý Hùng, sinh năm 1994, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Mạch Thị Mị, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa. Khám xét nơi ở của các đối tượng đã thu giữ một máy tính laptop, hai máy tính bàn, 5 điện thoại di động, 3 SIM điện thoại, 4 túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và khoảng 4.000 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân bị đánh cắp. Bước đầu xác định nhóm đối tượng lợi dụng triệt để lỗ hổng của các cá nhân, công ty, tổ chức trong việc quản lý bảo vệ thông tin nội dung số để thực hiện các hành vi phạm tội. Từ tháng 8 năm 2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước theo các nhóm vùng miền, chức danh, nghề nghiệp để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính. Đặc biệt, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin hàng ngàn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking có liên kết với SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Nhằm che giấu hành vi của mình, nhóm của Mạch Thị Nga, Mạch Thị Mị đã cấu kết với Nguyễn Phát Tài, đối tượng chuyên thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc. Ước tính số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền, chiếm đoạt được và các tài khoản rửa tiền là khoảng 40 tài khoản với tổng cộng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mạch Thị Nga về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và Mạch Thị Mị về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các công an tại các địa phương khác để tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan. Đây cũng là bài học nhắc nhở tất cả mọi người hãy thật cảnh giác và nếu phát hiện tài khoản hoặc thông tin cá nhân của mình bị chiếm dụng, hãy báo ngay với cơ quan chức năng để điều tra xử lý theo quy định.